Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và video này thì nói chung hôm trước Khải mua cái nón 28 rồi anh em. Đó, Khải mua cái nón 28 này rồi. Bây giờ tầm này có một người bán cái nón đẹp hơn nữa. Hơn là chưa lên đảo nha anh em. Hơn là chưa lên đảo là Khải mua cái nón này mắt ọp anh em. Với giá 2 kim 2. Chúng là nón này mắt ọp anh em ơi, 30. Đó. Nói chung là nón kia Khải mua khoảng là 1 kim thôi. Mà nón này 2 kim 2, một kháng loại mát 30, nói chung là khá là đẹp. Đó, 2 kim 2 nha anh em. Chung là thầy cái nón kia, hơn là chưa lên đảo nha anh em. Nếu lên đảo là tốn tiền lên đảo rồi. Chung là mua được nón này thì Khải sẽ ra bán lại nón kia nha anh em. Đó. Nhìn đẹp lắm. Chung là nón 30, sinh lực lực. Chung là nón này là mang ok. Mang sập server ấy. Không cần nhiều. Đó. Nón này mang sập server còn bán lại cái nón 28 nha anh em. Anh em nào có ưng thì Khải bán lại cái nón 28 nha. Đây nó 28 rồi anh em. Đó. Mình sẽ bán là nó 28 này tại vì mua đã bị lên đảo mà chưa mang anh em, chưa mang nên là mình thay đổi được. Chứ đầu mà lỡ mang vào người thì tốn tiền lên đảo anh em nên là nếu mà mang vào người rồi thì Khải không có mua đâu. Đây nó mắc gấp đôi anh em, cái nó 30 này nó hơn cả 2% thôi mà Khải mua mắc gấp đôi ấy. Nó này Khải mua khoảng tầm 1 kim thôi. Ở video trước như là 800 xu chứ. Đó. Là mua cái nón này gấp đôi anh em hiểu rồi. Đó. Thì nói chung là sắm thì sắm đồ mắt pin anh em. Cái nón này dạng là nô 1 ấy. Nói chung là hiện tại giờ Khải đang cố gắng tìm thêm cái áo thổ nữa. Áo thổ mà mắt pin nữa là lên đảo nha anh em. Hiện tại giờ đai lưng là có rồi nè. Đó. Đai lưng 540 là có rồi nè. Đai lưng này cũng dạng mắt pin nữa anh em, server cũng dạng hiếm ấy. Server chỉ có khoảng 1-2 đai tương đối thôi, không có nhiều anh em. Đó, server được 1-2 đai tương đối, nói chung đai này dạng normal ấy. Hôm qua thì cái đai đường môn nhưng mà Khải bán lại rồi. Tại vì cái đai đường môn Khải không có xài thân pháp. Có anh đường môn thì anh mua rồi là bán rồi. Nên là Khải mua lại đai này. Rồi cái nón này mắt pin, nói chung đai này mắt pin này. Đó, hiện tại bây giờ nhà đai này mắt pin này. Nó là mắt pin này. Đó, xài hàng như vậy luôn em. Hơn là chưa lên đảo chứ nếu mà lên đảo rồi thì Khải không mua nón này đâu. Nếu mà lên đảo mang nón 28 rồi chứ không mua nón 30 rồi. Hơn quá chưa lên đảo nè. Ok, bây giờ Khải chỉ đang tìm cái áo mắt pin nữa thôi nè. Cái áo kháng băng, cái áo phục hồi 40 và kháng băng cao, nội lực cao nữa là ok. Là lên đảo thôi. Hiện tại bây giờ trước mắt thì bao tay chưa tìm được bao tay, hiện tại đang tìm cái áo này. Với bao tay mắt pin hơn một tí nữa là Khải sẽ lên đảo nha anh em. Đó, lên đảo Khải sẽ thay đai lưng mắt pin này, nón mắt pin này. Đó, với lại áo với bao tay nữa là ok. Hai món này nữa, còn giày thì ok rồi anh em. Giày này thì Khải dùng có thể là gọi là sập server rồi. Xem này có giày là top 3 máy trở lên thì mua, còn không thì thôi. Tại vì thứ nhiên tốc độ nó đã cao rồi anh em. Tầm này mang giày này lá hiệu ứng là ok rồi, sinh lực là ok rồi. Đó, vũ khí này cũng xài mắt pin này. Hiện tại chưa có hóng bin nên là vũ khí này chưa có thể đập lên cấp 10, cũng chưa có thể hóng bin nè. Đập cấp 10 thì được rồi, nhưng mà chưa hóng bin được nên là thôi từ từ. Mở hóng bin thì lúc đó tính tiếp nè. Giá chiên này thì hôm trước mới mua, cũng làm video cho anh em xem rồi. Đó, hở thổ. Đó. Cái áo cái nhẫn chó này hơi cùi rồi, sắm là nhẫn chó khác. Ngực bò này cũng hơi cùi nè. Nhẫn này cũng tạm ổn rồi. Nhẫn này đang chờ cái nhẫn 40 làm chậm nữa thôi. Rồi ok, nói chung là cái nón này Khải sẽ ra bán lại thôi. Và Khải sẽ mua bao tay. Ok, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải một like và một chia sẻ, cũng như ủng hộ Khải video Khải đỡ. Khải cố gắng lên đồ những vật phẩm, những đồ mắt pin cho Ảc Thiếu Yên này nha anh em. Nói chung là tại giờ đang thiếu nhẫn chó 40 nè. Đặc biệt là thiếu nhận chóng 40. Có nhận chóng 40 nữa Khải đánh auto top luôn nè. Auto tống kim top luôn cho anh em xem. Phải đấu hiệu ứng 80 thì đánh mới chắc được. Rồi ok, bye bye mọi người nha.